Ê, chán thật. Không có ai livestream à. Thôi thì hôm nay mình làm cái chủ đề livestream về cái vấn đề mà hiện nay đang nóng trên mạng xã hội thời gian vừa qua, hơn một năm rồi chứ. Đúng hơn là hơn nửa năm chứ không phải là một năm. Đó là việc ra đời cái bộ sử 15 tập. Và trong đó thì có mấy tập của ông của nhà viết sử là tên đó là Trần Đức Cường. Trong cái việc đó là bỏ đi cái chữ ngụy, thay vào đó không gọi là ngụy quân, ngụy quyền nữa, mà gọi thành là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn. Và chính cái điều này đã làm dấy lên hai cái làn sóng, một cái làn sóng là ủng hộ bỏ chữ ngụy và một cái làn sóng là không ủng hộ việc là bỏ chữ ngụy. Thì phân tích những kẻ là ủng hộ bỏ chữ ngụy thì có rất là nhiều vị, trong đó có mang những cái học hàm, nói chung đó là tiến sĩ, giáo sư, trình độ rất là cao. Thì logic của mấy cái vị là giáo sư tiến sĩ này á, rằng là bỏ đi chữ ngụy là một cái bước tiến quan trọng trong cái việc là đấu tranh để giành lại là chủ quyền biển đảo là đang bị Trung Quốc xâm chiếm. Nói chung là bô lô ba la cái vấn đề này thì nó quá quá nhiều rồi. Rồi bỏ đi chữ ngụy thì là coi như là gì, hòa hợp hòa giải với dân tộc. Rồi mà tôi thấy phần lớn thì thường hay họ hay bàn về cái vấn đề đó là bỏ chữ ngụy để là dễ dàng, coi như là để công nhận là chính quyền ngụy, thì để dễ là giành lại là biển đảo là một. Cái thứ hai nữa là cái gì, ngoài chuyện giành lại biển đảo ra thì còn cái gì, để hòa hợp hòa giải là trong vấn đề là dân tộc. Vậy thì hôm nay nhân cái vấn đề này, chắc thì nói chung cái vấn đề thì lúc trước tôi cũng đã từng là nói rất nhiều lần rồi, thậm chí là có dẫn lời cả nguyên là của là một số vị là cựu quân nhân của là ngụy quân là Sài Gòn cũ. Thì từ lúc ra cái bộ sử 15 tập này cho đến nay đã vấp phải nhiều cái là luồng ý kiến là trái chiều cũng như thuận chiều cũng có, mà nghe thấy hai bên thì cứ bên thì ủng hộ, bên không ủng hộ, không ủng hộ, cứ cãi nhau chúy ché như vậy á, hoài mãi thì cứ cũng chán. Thì thôi hôm nay hậu vệ của cái thứ mà vẽ cứt ba sọc đó, đã đi tìm rạp trao đổi trực tiếp với các cựu là sĩ quan ngụy quân của ngụy quyền Sài Gòn cũ, hiện nay vẫn còn sinh sống ở trên đất nước Việt Nam này, để hỏi họ về cái chữ ngụy trong bộ sử 15 tập sắp tới mà mấy nhà là sử gia đang là bỏ đi chữ ngụy đó, thì họ có ủng hộ cho cái việc là bỏ cái chữ ngụy đó hay không, và họ có suy nghĩ như thế nào. Thì sau đó sẽ là đến cái phần đó là trình bày của riêng tôi. Thì trong một số các cựu mà sĩ quan của ngụy quân Sài Gòn đấy, thì khi trao đổi thẳng thắn với họ về cái chữ ngụy đó thì họ có đồng ý, họ có thích cái việc là sắp tới đây trong sách sử sẽ không còn đề cập gọi họ là ngụy nữa, mà sẽ gọi họ bằng là quân đội hay không. Thì các vị có muốn biết là mấy vị cựu sĩ quan ngụy tướng tá đó đều toàn là những tướng tá sừng sỏ, những người từng là sĩ quan tâm lý chiến cũng có,
Biệt động quân cũng có. Biệt kích là phụng hoàng cũng có. Ông là hình sự. Ơi, bạn nhầm người quản quản trí, mình không phải là hình sự. Mình đã là chùm que rồi. Thì cho nên mấy cái ông tướng tá mà hả, ngụy quân đó, ngụy quyền cũ đó, thiếu gì chùm sò mà chẳng nó làm quen được mấy ông đó. Ngay cả ông Bảy Nhu đó, chùm sò còn đến nhà của ông ta nó, đừng nói chi là mấy ông là hết tướng tá này. Thì qua buổi trao đổi với ông ta như vậy, các vị là hả, cựu sĩ quan ngụy này, thì chúng ta có muốn biết là họ sẽ suy nghĩ như thế nào về cái bộ sử 15 tập sẽ bỏ đi cái chữ ngụy đó hay không? Thì thật ra thì nói chung ra những cái câu trả lời của họ thì cũng chẳng khác gì những cái câu trả lời trước đây mà chùm sò từng phát trên những cái livestream trên tường nhà của mình đó. Đó là họ nói rằng ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn á, cái bản chất của tụi tao á, ngày xưa chỉ là cái thứ lính đánh thuê, không á có bất kỳ một cái gì mà gọi là có cái ý chí hay là có cái mục tiêu hay là cái lý tưởng gì cả. Tụi tao chỉ chiến đấu vì duy nhất một điều là vì tiền, một số là vì tiền, còn một số thì hả, tụi tao là gì, tụi tao là mắc là hả, vợ con gia đình đâu thể nào mà thoát ly đi theo là cách mạng được, phải ở lại để chăm sóc phụng dưỡng là hả, mẹ già con thơ vợ dạy nữa, cho nên phải bị bắt quân dịch. Chứ cũng chẳng ai là thiết tha cầm súng để bắn giết chính đồng bào của mình, chống lại chính quyền thằng đất nước của mình. Một cái thứ thể chế được lập ra bởi những cái tên nó gì, những tên tay lông mắt xanh mũi lõa, nó nuôi nó dưỡng bằng đô la của nó, bằng vũ khí và súng đạn của nó, hoạt động đó là do nó chỉ đạo, chứ có phải là của do dân bầu ra, có đại diện được cho cái ý chí nguyện vọng của nhân dân ở đâu mà bảo rằng là chính quyền, là quân đội. Nếu những kẻ nào mà viết nên cái bộ sử 15 tập đó mà nói rằng cái gì bỏ đi chữ ngụy quân, ngụy quyền để một cái bước tiến quan trọng trong cái việc đó là để là khẳng định chủ quyền, thứ nhất, thứ hai nó đòi lại chủ quyền, cái thứ ba nó để hòa hợp hòa giải, thì xin lỗi, ta xin cười thẳng vô cái bản mặt của những cái thằng đó là sao. Chắc có lẽ tụi nó học ăn học quá cao cho nên đã bị lú lẫn hết rồi. Nếu nói rằng á, ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn là một cái chính quyền, vậy thì á, phải trở lại lịch sử một tí nữa. Đất nước thì từ lúc mà thời nhà Nguyễn á, trên bản đồ nhà Nguyễn á, nó đã là một liền một dải rồi, và nó nằm dưới sự quản lý của gì, nhà Nguyễn, thì lấy đâu ra cái chính quyền ngụy Sài Gòn này? Cái thứ chính quyền vẽ cứt ba sọc này nó chỉ ra đời là khi người Pháp nổ súng xâm lược nước Việt mà thôi, mà nó lập ra, nó nuôi dưỡng để chi, để đàn áp nhân dân đó. Ba que tượng trưng cho nó gì, tam kỵ tự trị miền Bắc, miền Nam, miền Trung mà. Nội cái que đó cũng đã nói lên được cái thứ là gì, bạc nhược bán nước tay sai rồi, nô lệ cho chúng nó, tam kỵ tự trị miền Bắc, miền Trung đó, nó cũng đủ thấy được cái chính sách là nô lệ rồi, ăn bám theo quốc về của bọn ngoại bang. Vậy thì tụi tao đây á, có chính danh chính nghĩa ở cái chỗ nào mà không phải là ngụy? Còn mấy thằng viết sử đó mà xóa đi chữ ngụy đi, tôn tụi tao lên thành nó này là chính quyền, là quân đội hả, chắc có lẽ nó ăn bả quá nặng rồi, trong khi tụi tao còn khinh bỉ và ghê tởm cái thứ ngụy quân ngụy quyền đó, mà không hiểu là mấy cái thằng cha viết sử đó suy nghĩ như thế nào mà lại có thể tôn tụi tao lên thành là chính quyền và quân đội ngang hàng với lại là chính quyền ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được là do dân bầu lên. Vậy hóa ra là mấy ta viết sử đó đang chữa lại lịch sử rằng là tụi tao từ những thằng là lính đánh thuê bán nước theo giặc hòa giặc
bây giờ trở thành là những thằng gì, những thằng là hả chính quyền và quân đội là hả ngang hàng với lại là một cái chính quyền được là của dân do dân bầu lên hay sao? Vậy có nghĩa là họ đang lập lờ rằng đó là gì, những tên tội đồ trở thành những kẻ là gì, những kẻ có công với đất nước, còn những người đang có công với đất nước sẽ trở thành những kẻ tội đồ hay sao? Thì chắc có lẽ những kẻ đó viết lên những cái câu như vậy thì chắc có lẽ nó đã ăn trúng bả quá nặng rồi. Thì cho nên nó mới có thể thốt ra được những câu như đó. Còn như bản thân của tụi tao, tại vì chúng ta đã biết được rằng là cái bản thân của tụi tao đã là những thứ lính đánh thuê ôm gót giày của bọn ngoại bang, làm những cái việc xấu xa nhất là bán nước hại dân, giết hại chính đồng bào của mình. Thì đó là những cái tội lỗi. Tuy rằng á, tụi tao nhiều thằng chưa gây nợ máu gì đối với nhân dân, nhưng mà cũng cảm thấy là nhục nhã và ghê tởm. Nhưng mà tao không hiểu tại sao lại có những kẻ được ăn học thành tài là dưới dưới mái trường của là của đảng, được nhà nước là gì cho ăn học thành tài phục vụ trong nhà nước, lại có thể viết ra những câu sử như thế. Nếu là con thì con nghĩ như thế nào? Ăn học cho cao, lấy quyền thế của dân đóng góp, bây giờ đã viết ra những bộ sử sửa lại lịch sử à, tôn tụi tao là những thằng ngụy quân ngụy quyền bán nước hại dân, lên làm gì, lên ngang hàng với mấy ông là hả cựu chiến binh. Còn mấy ông cựu chiến binh á là những người có công với đất nước và trở xuống thành những kẻ tội đồ của đất nước. Xem ra cái bả của mấy tên là hả giết sử này cũng lợi hại, cũng rất là ghê. Và đồng thời qua đó là cái sự hà hơi tiếp sức của bọn liều báo và đám đỉ bút nữa. Khi có thể viết lên một cái bài viết rằng là gì, công nhận là hả ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn, bỏ đi từ ngụy thì sao, thì sẽ là một cái bước tiến quan trọng trong cái việc là đấu tranh giành lại là chủ quyền là hả Hoàng Sa và Trường Sa. Và đồng thời bỏ đi chữ ngụy sẽ là gì, sẽ là một bước tiến quan trọng trong thực hiện nghị quyết 36 của Đảng và nhà nước trong vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc. Nếu nói hai cái vấn đề trên này, những thằng mà hả liều báo và cái đám đỉ bút đó, nó viết ra xem ra thì cái đầu óc của nó, tụi nó đang có vấn đề rất lớn. Hoàng Sa Trường Sa còn đó, có bị mất ở đâu mà phải giành? Hoàng Sa là do chính bọn ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn hai tay dâng cho giặc, nó có bị mất ở đâu? Ngày nay thì hả chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cái gì, vẫn tuyên bố chủ quyền hai quần đảo trên và vẫn ra sức là gì bảo vệ hai cái quần đảo trên, nó bị mất ở đâu? À, mà phải công nhận là ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn thì mới có thể là đấu tranh giành lại được cái chủ quyền là biển đảo. Nếu nó có mất đi chăng nữa thì mất vào tay chính cái bọn bán nước hại dân ngụy quyền Sài Gòn chúng tao mà thôi. Tụi tao bán hai tay dân cho giặc, giờ nhờ mấy tay rồi hả liều báo và đám đỉ bút, thì từ tội bán nước giờ tụi tao đã trở thành là những kẻ ngang hàng với lại gì, ngang hàng với lại là hả những ông cựu chiến binh, những người hả chiến đấu hy sinh vì đất nước. Còn những ông cựu chiến binh thì sao, những ông cựu chiến binh thì bây giờ nó không trở thành là những kẻ tội đồ của đất nước, còn tụi tao thì từ những kẻ tội đồ trở thành là người có công với đất nước. Xem ra cách suy diễn và viết lách này của mấy tay ngụy sử và mấy đám liều báo với đĩ bút này quả thật là rất là hại nhỉ. Công nhận bỏ đi chữ ngụy, ngụy quân ngụy quyền là một cái bước tiến quan trọng trong cái vấn đề là thực hiện đó là hòa hợp hòa giải theo cái nghị quyết 36 của Đảng và nhà nước à. Vậy thì lại một cái vấn đề nó cực nhầm nữa. Nghị quyết 36 của Đảng và nhà nước đưa ra đã có những cái hướng dẫn văn bản ghi rất là cụ thể và rõ ràng, luôn mở rộng cửa ra để gì, để cho mời gọi tất cả bà con ở nước ngoài, kiều bào hải ngoại về đất nước để làm ăn chứ có gì đó.
Nhưng mà có một điều kêu gọi tất cả mọi người gì đó là hả, về quê hương đất nước. Nhưng đối với những kẻ chống cộng cực ngu điên khùng, những kẻ gấp tâm muốn phá hoại đất nước này á, đâu ai mời gọi họ về. Đảng luôn nêu cao cái tinh thần là hả, họ hòa giải, đâu phải mới bây giờ, nó đã có từ rất lâu rồi, từ trước những năm 75. Mặt trận dân tộc giải phóng từng nhiều lần đưa tay ra đề nghị là hả, ủy quyền Sài Gòn đó đoàn kết tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước hòa hợp dân tộc, nhưng mà bọn ủy quyền Sài Gòn với cái sự hà hơi tiếp sức và bơm tiền tài trợ vũ khí đạn dược, chúng đã hất cái thiện chí đó của mặt trận dân tộc giải phóng ở miền Nam, công khai khủng bố đàn áp nhân dân miền Nam, tiêu diệt những người kháng chiến cũ. Nhiều lần đảng, nhà nước và Bác Hồ đã luôn nêu cao tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc, chấm dứt chiến tranh, đi đến thống nhất đất nước. Nhưng tất cả nhiều lần, những lần như thế thì chính bọn ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn đó đều đã đạp đổ tất cả và phớt lờ cái thiện chí đó. Vậy thì nói về hòa hợp, hòa giải dân tộc, cái vấn đề này thì Chùm Sò cũng đã từng nói về hòa hợp, hòa giải dân tộc thì bọn ngụy quân và ngụy quyền chúng ta không có tư cách gì để mà nói về cái vấn đề hòa hợp hay hòa giải dân tộc với chính quyền là hả, Việt Nam cả. Tại vì sao? Tại vì chính nhiều lần như vậy, chính là hả, ngụy quân ngụy quyền đã phớt lờ cái điều đó. Đó là một cái sự thật hiển nhiên, ra tay khủng bố đàn áp trắng trợn nhân dân, phá bỏ hiệp định, không là hả, tổng tuyển cử. Vậy thì kẻ nào mới cần là phải họ họ hòa giải, chứ đâu phải là chính quyền là hả, Việt Nam. Chính quyền Việt Nam họ rất nhân từ khi đã nhiều lần là đề cập đến vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc từ trước những năm 75 rồi, chứ không phải là cho đến bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì nhiều thằng chống cộng cực ngu ở ngoài, những thằng đó ngày đêm gào rú rằng muốn là hòa hợp, hòa giải đó, thì giải thể gì, giải thể chính quyền Việt Nam đi, đa nguyên đa đảng đi, thì chúng nó mới lết đầu về. Thì để bác nói cho con nghe, mấy cái thằng đó đó, những thằng chiến hữu bá dơ của mấy bác ở đà ở bên bển, nó vẫn là cái luận điệu cũ ít ngày xưa với nó. Lúc đó còn bố Mỹ thì chúng nó lúc nào cũng hùng hổ rất là kinh, không đi đứng thì nghênh ngang khệnh khạng, còn lúc mà bố mà đi rồi tụi nó gì? Như chó chui cái gầm giường. Hãy nghe tiếng mà hả, Việt Cộng một cái thằng nào thằng ấy mặt mày lấm la lấm lét nhìn nhau, hả Việt Cộng hả, Việt Cộng hả, Việt Cộng ở đâu, chết rồi, trốn, thật là hèn mạt. Chỉ có được cái nước giỏi ra đó, hạ hiếp nhân dân thì rất là giỏi, nhưng mà nghe nó nhắc đến hai từ Việt Cộng thì nó sợ thiếu điều muốn xón cả ra quần, là chui tuốt qua bên cái bờ đại dương ở bên kia. Mà chui bển không phải là đi một cách đường hoàng chính chính, mà phải tuột quần đu càn qua bển, mà ở đó gân cổ la hay cái gì. Một thằng tổng thống thì sao, trước khi cút đi cũng không quên là ôm luôn tiền là hả, lương là hả, tháng 3 với tháng 4 của tụi tao đi luôn, trong lúc thì tụi tao bên đây chả biết sống chết như thế nào, để bây giờ chúng nó bốn mấy năm nay chúng nó đòi về đây là phục quốc à. Em chào chị là hả, em chào chị Nhiên. Nếu bây giờ chúng nó về đây chúng nó đòi phục quốc à, đòi hòa hợp, hòa giải dân tộc à. Muốn hòa hợp, hòa giải dân tộc thì phải giải thể để chính quyền Việt Nam này gì, thì chúng nó mới về à. Chúng nó lấy tư cách gì mà để thốt lên những cái câu đó. Hòa hợp, hòa giải dân tộc, nghị quyết 36 này chỉ dành cho những người đó, người con xa quê hương, những người về quê hơn đất nước, chứ không phải là chìa cái tay ra đối với cái đám chống cộng ba, cái vẻ cứt ba sọc ở bên đó đâu mà tụi nó mừng, tụi nó đang nhận quê. Khúc ruột ngàn dặm là chỉ những bà con Việt Kiều hiện nay người ta là xuất cảnh đi nước ngoài, người ta làm ăn sinh sống ở bển, ta muốn về quê hương đầu tư, thì đảng nhà nước thực hiện đưa cái ra cái nghị quyết 36 đó để cho bà con bên đó người ta nắm, người ta biết, để người ta hiểu. Đó giống như là một cái
là Kim Chỉ Nam, bà con là người ta tham khảo để về Việt Nam, để không nghe theo những cái luận điệu mà tuyên truyền sằng bậy của bọn nó về Việt Nam á, đầu tư đi là bị là gì chính quyền Việt Nam để cướp sạch hết đó. Đó, nó làm như thế thì nó yêu nước cái chỗ nào, nó gì quê hương đất nước chỗ nào mà nó đòi gì đây, là nó muốn là hòa hợp hòa giải, là nó kêu là không phải giải thể chính quyền thì phải đa nguyên đa đảng, đa nguyên đa đảng thì tụi nó kéo gốc nguyên cái đám cướp của tụi nó bên bển về đây để tụi nó chia chác xâu xé quyền lực bên đây à, đất nước về già quá rồi cho nên muốn về kiếm ăn à. Cái bản chất của bọn nó thì vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn là những kẻ hám danh hám lợi như ông Nguyễn Cao Kỳ đã từng nói.